Sương môi hả? Màu that's pink. Nó nói màu đó màu hồng đó cô chú. Sương môi đây. Có được không? Tôi vừa về cái nó lấy cái vỏ tôi nó sương môi. Có được không? Hơi bậy bậy. Trời ơi con sơn mắt nữa. Trời ơi trời. Trời ơi cô chịu đời nào. Chịu đời nói không? Thôi 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 chơi thôi được rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Trả gấp. Mai. No mai. Sương môi. Sương môi. Tao đập cho bây giờ đó. Đập cho giờ hả? Ngồi xuống. Mai. Trời ơi con nó ngồi nó thấy cái sương môi mà nó ngồi kiểu nó kìa. Nó mãn nguyện. Ê chị, con làm mạnh quá nè, nó hư cái đầu sương môi của mẹ. Sương môi. Ừ, sương môi đi. Rồi, sơn má hồng rồi. Rồi chơi sương môi đi. Sương môi đi. Cái đó là mắt rồi. Trời đất ơi, có chịu đời nổi không? Trời ơi, nó ngoáy ra trong đó hết. Trời ơi, nó ngoáy cái coi sương môi của tôi. Mà nó màu gì vậy? Đau. Đau hả? Ai mượn con điệu? Chứ con ngoáy, con ngoáy. Du Duyên. Du Duyên. Gì vậy? Chịu đời nổi không? Sơn cho mẹ chứ. Ngoáy ngoáy trong á. Sao mẹ vậy? Thì coi đỏ chưa? Xin mời nè. Trời sao mới nè. Chị này đổi đâu. Cái kiểu Út mua cho con cây nha. Ha, kiểu Út mua cho cây cây sơn môi nha. Ừ. Rồi sơn môi. Mắt. Ờ sơn mắt luôn rồi. Chơi thử. Chơi tới luôn nè. Đó. Đẹp chưa? Hai mẹ con đẹp nhất đời nè. Chụp chi cái chú cho tôi bên đây. 1, 2, 3 chi. Trời đất ơi. Không biết đẹp xấu là gì. Nó cứ quẹt hết. Coi được không? Coi nó sơn môi tôi nè. Đẹp chưa? Thôi thôi được rồi đó, thôi được rồi. Trả mai. Mai. No mai. Anh này. Mai. No mai. Mắt. Ờ xạo được rồi. Nail. Bắp. Mai. No mai. No mai. No mai. Nhìn nhìn. Ê đây 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 đây. Cắt mẹ. Mai. 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 Hôn mẹ miếng, hôn mẹ miếng. Hôn mẹ miếng. Cô nói mami. Mẹ. Cho con. Cho con. Sơn môi. Sơn môi. Cô nói cô chú ơi. Chú ơi. Cho chay. Sơn môi. Sơn môi đi. Cô. Hỏi cô chú. Chú. Thấy chay đẹp không? Hỏi coi. Thấy chay đẹp không? Rồi cái nắp sơn môi của tôi đâu? Mày sao? Thôi mai nữa trả gấp. Mai. Mai gì nữa, cái đó gì nữa mai nữa. Trừ ra cái mai này tôi chưa quýnh đâu một mai nữa. Biết sao không? Đây cái tai nghe. Nó đem thả vô nước. Không được đài không? Đem. À, gì ta, bị đâu tai nghe. Này nghe nghe nhạc đi, rồi lắc đi. Ồ, sao bé không lắc? Cái tai nghe của tôi nó đem nó thả vô nước. Hên là tai nghe chống nước nên là tai nghe không có bị hư. Ủa ô gì? Cái e gì? Nó được đời nó không? Rồi chơi với mẹ nhìn vô cô chú coi. Sông môi đẹp không? À. Ê, không có ngậm nha. Môi. Môi. Cái đó đâu có sự. Ê, cái con cháy này sao nó đâu. Bến xì. Bến xì đâu? Anh hai ở nhà anh hai có đánh con không? Ở nhà anh hai có đánh con không?
Tiền á hả? Lụm tiền cho mẹ coi chị. Con xuống lụm tiền cho mẹ coi. Không có xuống mối. Người biết cái vỏ đó lúc nào cũng để cây son lên, lúc nào cũng dành cái vỏ đó. Mà mẹ đi con có nhớ mẹ không? Mời mẹ. Không nhớ mẹ, nhớ cái môi son không à? Nó là gì vậy? Hả? Xem môi. Xem môi. Xem môi. Ờ. Nó bắt được kho báu nó rồi đó. Xin. Xin. Xin môi. Oh my god. Ây như bắt được vàng. Out. Đúng rồi, cái chân mày out nè chay nè. Trời đất ơi. Ây nó nghe nè, chấm ở chiến giữa giống như mấy bạn Ấn Độ á. À, được rồi không? Quá luôn. Đẹp quá. Đẹp búa. Chị nói đi, đẹp búa. Xem môi. Ờ, xem môi. Cô nói đi, đẹp búa. Chạy nó đi chạy. Chạy. Chạy nó đi chạy. Chạy nó. Chạy nó. Chạy nó đẹp búa. Nó đẹp búa đi con. Ừ, con làm dính đi rảnh rồi đó. Ai làm? Con nói đẹp búa. Mũi không gầy ở đâu đi xuống môi. Ngồi ừ, lại đó ngồi đi, biết sao? Rồi đứng lên, đứng kiến nhìn sân môi, sao mấy chị? Nghe là biết cái mùi rồi. Rớt rớt sân môi nè. Rồi đứng lên nhìn kiến, lại lên. Hả? Chịu đời nổi không? Ok. Tự nhiên giờ quẹt đó chi vậy? Rồi. Cho ngoại coi sương sương môi đó ngoại. Sương rồi. Sương có mẹ rồi. Sương môi. Sương môi. Vừa vừa thôi chị. Chị làm tà cái đầu cái gái của tôi bây giờ. Trời đất ơi. Thôi lấy lại nè, lấy lại thiệt nè. Ồ ăn gì ta? Ồ ăn xúc xích. À, bây giờ chỉ đưa nguyên cây xúc xích nó không ăn đâu mà mấy cái tụi này nó bu lại vậy nè đó là nó làm dữ dằn lắm. Cho miếng đó xin vô bu vô xin miếng. Thôi không ăn hả? Bây giờ đi mua cho nó ăn cây là nó không ăn đâu. Ưng nữa đó. Phải bấm tay tự động móc ăn này nha. Con có xin chưa? Con nói chị ơi. Trời đất ơi chưa xin xỏ gì hết. Con có xin anh chưa? Nói anh ơi cho em miếng. Anh đứng lên hầm hồn. Rồi anh cất luôn. Rồi xong luôn. Rồi cầm nguyên một bánh sách dày nè. Thôi nè coi cầm nguyên một bánh sách dày. Ngô mai. Đó vậy hai tụi bay mai với mốt lại. Tao cần gớt tụi bánh. Để chút cô mua bánh lại cô trả con nha. Trời ơi, đứa con có tiền nam nó trong túi không ơi. Ba qua. Đi rồi. Đi con. Đi. Gì mới trời. Tự nhiên lại lấy bánh tráng ta ăn ngon lắm, có lý không? Bây giờ mới phải mất công đi mua trả lại cho ta bánh tráng, có lý không? Quá có lý luôn. Cho mẹ miếng ơi. Ăn kêu. Cho anh hai ăn với. Cho anh hai với. Thôi, đã bao nhiêu nào đâu. Chị Ngân.
bánh chả lại ra giật bánh người ta ăn. Thôi thôi thôi, đừng bày vô điện máy xanh vô không mua của người ta cái gì hết. Mà ăn thì ta cứ phải đứng ta mở cửa, xong rồi ra ta đợi ra phải đóng cửa. Chơi ác gì với mấy cô chú nhân viên làm trong điện máy xanh, khổ. Vô không có mua được cho người ta gì, người ta phải mở cửa đóng cửa biết. Nắm tay em, lẹ lên.